Chào quý vị, xin chào anh em. Một sản phẩm mà nó hội tụ được nhiều thứ, đó là rẻ tiền, khỏe, to khủng, chất âm hay. Các bác đang được theo dõi ở đây, đó là sản phẩm của hãng Victor GVC. Con âm ly này là mã AX5. Con âm ly này nó có thiết kế ở mức bình thường về độ đẹp thiết kế anh em nhé. Có nghĩa nó không phải là dòng âm ly có thiết kế quá xuất sắc, nhưng nó đáp ứng được tiêu chí là rẻ, khỏe và chất âm hay. Kích thước khủng, nội thất có nhiều cái để mình cảm nhận nó là một con âm ly tốt. Đó là 4 tụ lọc, 4 sò than 2 vít, đánh tiếng rất chắc và căng. Minh Audio Đông Hà Nội, mời các bác cùng nghe. 3.500.000 giá tại cửa hàng. Nhạc gì cũng có thể chơi được con âm ly này, cũng như là đánh các loa to, từ loa nhỏ đến loa to. Hay đã bỏ lệ sống xa bên xa bờ. Từ sau mùa xuân xa nhau, ngoài nở không gì không. Kích cỡ của sản phẩm này thì nó tầm 43,5 đến 44, tôi cũng không đo rõ. Chiều sâu thì nó phải tầm khoảng 38. 38 đến 40 anh em ạ. Anh em cảm giác nó như cái phản này. Khe thoát gió rất nhiều. Chạy 4 tụ và một nguồn. 4 sò 2 vít. Những con mở sò 2 vít thì cửa hàng nói luôn với anh em là nó khỏe. Còn chất âm của con này thì nó ngọt ngào, trong rõ. Trở kháng từ 4-16, đánh cầu trên, cầu dưới, AB cộng B. Các đường vào tín hiệu. 160W, 100V, sản xuất tại Nhật anh em nhé. Đó. Hình thức đẹp góc cạnh. 3.500.000. Bao anh em là ghép dễ, rất dễ ghép loa và đánh vào những đôi bát 30, 35, vô tư. Con âm ly chất âm như thế này mà đẹp kiểu như này hoặc kiểu như thế kia thì nó sẽ có giá cao hơn rất nhiều anh em nhé. Đẹp với thiết kế ấy. Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biệt biệt để Huế nhớ Huế sâu, để Huế héo đậm đà. Nó cực kỳ hợp với dòng nhạc vàng, với con âm ly này. Nó còn một điều nữa, đó là nó khỏe, nên là nó sẽ chơi được nhạc có tiếng bass, chẳng hạn như nhạc liên khúc. Mời anh em cùng nghe qua một đoạn nhạc liên khúc. Đó. Tiếng bass rất uy lực. Với tầm tiền 3.500.000, nó là một con âm ly mà nó ít khi mình có thể gặp được những con âm ly nó đạt những cái tiêu chuẩn được như vậy. 3.500.000 hoặc 4.000.000 cửa hàng cũng bán rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Con này đã bán ghép cả loa Nga S90 anh em nhé.